cho nó làm kiểu để cho trái bầu vàng nó ra, trái bầu dài nó ra ăn. Đâu cầm đàng hoàng rồi. Ai chết hồi. Đó nè, mới hái ở ngoài vô nè, Bi Bình mới hái trái bầu vô, bầu hồ lô à. Trái bầu nhà hiều. Trái bầu nhà hiều làm dữ vậy. Đó, các bạn thấy không, giờ mấy bầu hồ lô mình nó mới hạ xuống à. Hồi nãy có trái bự bên kia mà ba mình cắt vô chưa kịp quay. Giờ có mấy trái nhỏ đây à. Đó. Bầu hồ lô này người ta nói không ăn ngon, nhưng mà mình ăn chậm nha, ăn thử, ăn đại thử. Không được thì mình làm kỹ, có bầu ăn là được. Đó, mưa tới nữa rồi. Mưa rồi em ơi. Mưa rồi. Đó, bên đây nữa các bạn thấy không? Đó. Trái này bự hơn rồi. Mưa có 1 tiếng rồi, chút nó hết mưa đó các bạn thấy không? Xả xuống này đẹp luôn. Đó, các bạn muốn thụ phấn cho cây của mình là mình lấy cái bông mình bông đợt để lên bông cái. Phải không? Cái bông cái để mình đợt. Bông đợt để bông cái, bông cái để mình đợt còn bông trái nè. Đó, đây là các bạn đó. Giống bên này nó nặng cái nó chịu xuống rồi. Mưa rồi, mưa rồi, hái rau vô. Mưa tới rồi, giờ mình hái rau vô các bạn ơi. Áo đây chúng nữa cuốn bánh tráng. Mùa này mùa corona bay rồi không được đi đâu chơi, nhà quay vườn cho các bạn coi thôi. Đó. Đậu bắp nó chuẩn bị lên đó. Lần đầu tiên trồng mà vợ mình trồng ra được trái bầu, còn mình lúc trước mình trồng hoài không được, không biết thụ phấn cho cái cây bầu nên nó mới lên, nó mới ra trái vậy. Mình cứ đãi nó không, tưởng ông. Ủa, hôm qua này, tưởng ông có túi xà lách nó héo. Chút nó mưa xuống. Tưởng ông nó sẽ thụ phấn cho, nhưng mà ông nó thụ phấn ở đây ít ông quá nên nó không có thụ phấn nhiều giống ở Việt Nam. Ồ. Đó, mấy rau xà lách của mình nè các bạn. Đó, nó lên như vậy thôi. Trong đó có rau răm, rau lò nhiều cho nó bị che lên đó. Đó, một luống rau lúc đầu mình nói mình làm luống này bự lắm, lúc còn không lượng nhiều á, trồng lên chứ không được nhiều mấy. Năm sau chứ mình phải trồng thêm các bạn ơi. Phải làm thêm cái luống nha, để đất vô trồng. Dạ mình mấy năm đầu mà trồng được nhiều vậy á. Ở năm đầu mà trồng được là dẹp luôn á, ai về được nhiều quá mừng quá, để năm sau trồng tiếp. Mình có tay có tay gọi nó gọi là tiếng Mỹ gọi là green thumb á. Dạ, ngón tay xanh á. Ờ. Ngón tay xanh trồng trồng rau trồng đồ. Đó, rau răm trong này các bạn. Ừ, răm nè. Đó. Răm nè. Đó, chỗ đồ làm nó luống trong này luôn ha. Ừ. Bữa mới cắm xuống mà nó lên. Nó lên đây nè. Đó, các bạn thấy không? Mình hái tối ngày. Ăn không kịp cái là nó vàng các bạn, nó coi à. Nó già ra ăn không kịp luôn. Mà mùa này đâu dám cho đồ ai đâu, mùa bệnh này corona bay rồi cũng không dám cho ai nữa. Ở nhà ráng ăn thôi. Đồ lý lên hoa luôn rồi. Còn này là quế à, quế Việt Nam, quế Mỹ vậy em sao nghe, quế Mỹ nữa, quế Việt Nam nè, quế Việt Nam nó thơm, quế Mỹ nó khó ăn lắm. Có quế Việt Nam đâu nè. Mưa sắp tới gió quá trời.
cũng lên. Cây xà lách Việt Nam này, cây không? Đâu? Nè. Rồi, xà lách Việt Nam này. Nè, dấu Tết của anh nè. Mình không biết cái mình chơi mình cắt luôn, giờ mình vô la quá trời nó không hái để cho nó mập lên, mình chơi mình cắt ngang luôn. Cái tới lúc mình trồng được mình cân cây lắm các bạn ơi. Để cho cái xà lách Việt Nam nó lên. Đó, mình trồng được nhiêu đây à, đó, chuẩn bị vô cuốn bánh tráng. Giờ kia mình hái thêm cho giúp cá. Rau phần nước. Cây này là cây rau bồng tơ, rau dền nó không biết đâu tự nhiên mọc lên. Nên giờ mình để nguyên luôn cho nó lên những cái này, nó ra hộp. Ra hộp sang năm mình trồng. Đây cái vườn của mình đây, mình để bên đây có không? Lúng bên đây nè, lúng bên đây đây mình mấy cái hầu bí. Đi vô mưa quá rồi các bạn ơi. Mưa quá chạy vô. Vô mình xử bầu liền. Ngon chẹt luôn. Quá trời non luôn. Ngon quá trời ngon. Nói bầu hồ lô không ngon. Sao cái cắt cũng thấy ngon vậy. Nói cũng ngon. Thấy cũng giống như kia. Nghe mùi cũng y. Mình có bầu kia nữa mà nó chưa. Chưa ra mà. Vỏ nó dày. Rồi. Rất là tươi. Cái khác ha, khác ở chợ. Hái xuống nó khác rồi. Mình thấy nó vẫn ngon hơn mua ngoài chợ đó. Ở ngoài chợ nhiều khi mua về trái bầu nó già tới nỗi mà không còn tí nước luôn, con cắt ra nó khô ra. Mình thấy nó cũng non các bạn ơi. Ở đây nhiều khi mình đi chợ mình mua bát chát bí trái bầu rồi mình đâu có dám bấm mà của người ta bán. Mình lấy ta mình bấm vô kỳ quá à. Nhiều khi mua về nó già tới nỗi mà nóng hoài nó không mềm. Sau bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng rồi dạ, dạ mình đã có bầu để ăn? Hình như là 6 tuần hả? Ừ, từ tháng 3 hả? Tháng 3, 3 tháng. 3 tháng, 4 tháng. Mình ươm một bịch luôn. Nhưng mà nguyên bịch nó ra nó còn lại được có một cây này à. Cây này là cây mạnh nhất trong số các cây. Bữa mình mua hộp, hộp đó mình cũ á, nó ở dạng mấy cái hộp kia nó lép nó chết hết rồi, còn có một cây một hộp duy nhất nữa. Giờ nó giờ cây này mạnh quá, nó sống tới giờ. Ồ, cái này mình mua hộp ở Ocean Shop đó. Ồ vậy hả? Hộp này mình mua ở chợ Mỹ. Ở chợ Mỹ. Wow. Nó có hộp luôn. Không có hộp luôn rồi các bạn. Ủa cái bầu này không có hộp hả? Có mà. Cẩn đây quay các bạn hôm nay là đó, dưới chuột nè mình là đó, bữa mình cũng hái vô mình... Giờ nhiều dưới chuột á mình ăn không hết luôn. Giờ phải tìm cách giải quyết dưới chuột đắp mặt luôn. Cảm ơn các bạn đã coi video clip này. Các bạn nhớ subscribe cho channel VPN 2020. Và nếu các bạn thích video này nhớ nhấn nút like cho mình nha. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Bye bye.